Ok, xin chào, mình là Nico. Hôm nay mình sẽ tiến hành đánh giá ba cái cây RSVP theo ba cái thể loại khác nhau cho các bạn có thể lựa chọn được cái thể loại mà mình thích nhất. Ở đây thì mình sẽ có cái RSVP mà xài tiếp uni và có gắn ống mực, thì cái khối lượng của nó và mà này nó sao đi, và đây là cái RSVP mà sử dụng tiếp uni và không có ống mực, còn đây là cái cây RSVP bình thường xài tiếp HGG. Mình sẽ so sánh một cách trực quan thực tế cho bạn xem. Thứ nhất là cái cây này thì mình theo mình cái khối lượng nó gần gần giống như cái sắp giấy này đó, thì cầm cầm lên thì nó khá là vừa tay và nó khá là cân, tại vì nó có gắn ống mực mà, cho nên là cái cảm giác nó khá là tốt. Theo mình thấy, các bạn có thể thấy trên tay của mình thì nó quay khá là đầm, khá là êm đó, nó đi lướt đi khá là êm. Còn về cái cây này thì nó sẽ nhẹ hơn, tại vì nó đâu có ống mực đâu đó, thì nó sẽ nhẹ hơn. Nhưng mà theo mình thấy thì cái cảm giác nó cũng khá là tốt, mỗi tội là nó hơi bị lệch lệch, tại vì nó không có gắn mực cho nên là nó hơi bị lệch lệch đó. Cái khối lượng nó tầm tầm như là cái chai nước này đó, cái chai nước mà không còn nước nữa thì cái khối lượng của nó cũng tầm tầm cỡ đó, nó nặng hơn tí. Còn về cái cây này thì thôi khỏi nói, cây này thì nó mát nhẹ luôn, cây này giống như là cái chai nước mà dạng như là y chang cái chai này luôn, mà có thể là nhẹ hơn nữa, tại vì cái chai này nó còn có cái nắp như thế này, còn cái này thì thôi bỏ bu, nó quay cảm giác lệch vãi đái luôn, nó lệch qua một bên, hẳn qua một bên luôn, và thôi bỏ đi. Cảm ơn các bạn đã xem video.